với vai trò là đại sứ quảng cáo của tờ báo thể thao giải trí Hàn Quốc, MC quốc dân Seo Yong-kwon đến Việt Nam mong muốn quảng bá hình ảnh về lĩnh vực giải trí, văn hóa và thể thao của Hàn Quốc, đồng thời mong muốn cùng với người Việt Nam trở thành đầu tàu trong các lĩnh vực này ở châu Á. Ban thể thao giải trí Hàn Quốc là tờ báo có lịch sử hoạt động từ năm 2000 và đang đảm nhận vai trò quảng bá lĩnh vực giải trí, thể thao và văn hóa Hàn Quốc, cũng như là tờ báo giúp giải đáp những thắc mắc mà độc giả đưa ra. Kế hoạch sau này là việc ngày càng tiên phong trong các chương trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời sẽ là cầu nối để kết nối việc giao lưu văn hóa và giải trí giữa Việt Nam và Hàn Quốc cho tới khi Việt Nam sẽ vượt qua làn sóng Hàn Quốc Hallyu.